Ôi. Mà khúc này hết đường ra rồi. Khúc này hết đường ra hả? Ê, đập đi mọi người, đập đi. Ủa cái này mà tôi bằng đá. Tôi có cách này nè, đi đi xuống đây. Tôi lượm mấy quả bơm coi. Đó, trời ơi, tôi có cách hay lắm nè. Đó, không không chưa là không tại đây cơ mà. Ê, đi nhanh lên. Đây, đặt mấy quả bơm vào nè. Rồi sao? Này từ từ chờ tí, mình sẽ đặt thêm một cái cây đi này vào đây. Ok. Đừng có đẩy. Ui trời, còn có một miếng máu. Ở đây chỗ nào à? Tim mi nè anh Vịt ơi. Đi cứu người bày đặt, đi cứu người rồi bị mắc giấc ngô cuối hết cả lũ luôn. Ôi trời, thế ở nhà hơn. Tôi không biết là được ở đây nữa, nhưng mà sao hay đây được hay vậy? Ôi cứu bà, sao gì đi á? Hơn quá trời, hơn có mấy ông cứu tôi chứ không là tôi chết ở đây. Tôi đi cứu bà, sống đầu bọn tôi bị nhốt trong đây luôn nè, đậu phộng. Rồi bà nhìn tôi giống như đang cứu bà không? Hay đi tự sát rồi. Ai không có cứu tôi hả? Đi cứu bà mới bị nhốt vậy, hôm nay chung với bà luôn nè, chứ đó mà không cứu bà. Ấy nhưng mà quái vật ngoài kia đông quá à. Bây giờ mình phải làm sao giờ? Thì giờ chúng ta phải tìm cách để trốn khỏi đây chứ gì. Ê Vịt, anh thử anh dùng cái đầu của anh đập vô cái bức tường, biết đâu sập bức tường mình trốn được sao Vịt. Giờ anh sẽ nằm đây và cầu nguyện. Cầu nguyện hả? Dậy đi trời. Rồi, chạy ra để anh sẽ phá cái cửa này, anh sẽ cứu các em. Yeah. Ai ở đâu đâu quá. Ai thôi. Điên hả? Ôi, có cái rương trong đây nè, để dọn ra coi. Trời, đậu phộng thùng đồ tùm lum. Ôi, trong đây có một ít cây, có mấy cái cây giáo đá nè. Đây tôi cho mọi người nè. Ui, mình có thể lấy cái này để làm vũ khí, với là mình có thể dùng cái này để cậy cửa để đi ra nè mọi người. Này cam. Trời ơi, phòng kém quá, phòng liền mấy cái giáo đá đó không làm gì. Trời ơi, đi lấy. Vịt, đi ra đây, nhanh lên. Gì, lấy gì đó? Đi ra đây, đi ra. Cầm đi. À, trong này có hai cục đất mà, lấy hai cục đất đi. Lấy làm gì trời, tào lao quá. Nè, giờ chúng ta sẽ cầm cái giáo này, chúng ta sẽ cậy cái cửa này ra ngoài, nhanh lên. Anh Vịt cậy cái trên đi, em cậy cái dưới cho nhanh lên anh ơi. Nhanh lên. À, tôi sẽ cậy cái nào giờ? Chúng ta sẽ cùng cậy với nhau. Bà Tim Mây, bà đứng im hộ tôi cái cho bọn tôi cậy. Đợi sợi ra. Từ cậy cái cửa ra cái nó chưa qua được. Ok, chuẩn bị cho mọi người tấn công. Từ anh ta chưa đi, anh cũng lấy ai. Ôi còn ai trời ơi, chưa gì mà giết chết nè. Đặt bọn nó đi, đi ra đây, đi ra đây. Chết anh rồi, chết anh rồi. Chết ôi trời, sao nó mạnh quá vậy nè, đằng sau lưng nè. Ôi trời ơi, sao tay thằng này gánh mình lên sai vậy? Nhưng mà nó đánh đâu á? Ôi trời, đánh từ nãy giờ mày chết. Mày rồi xong. Cái giáo đá này nó yếu xèo, sao đánh lại nguyên một bầy luôn. Ây da, trời ơi, có con bắn cung đó, trên nó bắn mình kìa. Từ em lên giết con bắn cung này ra. Chết nè, đậu phòng mình. Rồi xong luôn, nó giết. Mấy tao thử đây, đâu quá rồi xong. Rồi xong, nó đánh anh xuống dưới này là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi rồi. Chết nè, trời ơi, mấy con này nó đông quá hả? Trời ơi, kỳ này giết không lại rồi. Cái giáo đá này yếu quá à. Đậu phòng, ôi rồi, chết rồi. Cứu tôi, chết rồi. Đập. Ok rồi, còn hai thằng đang canh, đập luôn, giết luôn. Tôi thấy ở trong kia có cái gì rồi. Ôi, anh Bình có con bắn cung ở trên đầu anh kia. Từ em phóng nó. Mày lên, nấu được con người đá bảo kê rồi. Nè, phóng nè. Rồi, dính rồi, chết rồi. Ôi, đi sao, lấy đâu giáo để bà đánh. Cái giáo mình. Ờ, đúng rồi, hết giáo rồi. Chết rồi, giờ em không nhảy. Ôi, em hết vũ khí rồi. Vũ khí nào chẳng lẽ giờ còn cái cục thịt này, chẳng lẽ cầm cái cục thịt này đập vô mặt của nó. Lên lục cái giáo ra. Ôi, bên đây à. Anh Vịt, xuống này anh ơi, xuống này, nhanh lên. Trời ơi, lục cái giáo. Trời ơi. Trời ơi, tôi thấy ở trong cái này có gì nè, phong thủ tôi đập nó. Tự giết mấy con này cái đã. Anh Vịt đi đâu? Lục cái giáo ra, anh lục cái giáo cho em chứ bộ. Ok, rồi đi giết bọn hết bọn này đi. Ôi. Đậu phộng. Ui, cái gì cháy cháy đây nè. Ui, rồi ok. Ôi, mọi người im lặng. Ở trên lầu tôi nghĩ là còn nhiều quá vật lắm. Mọi người làm ơn im lặng hỏi tôi cái đi. Ôi, giờ chúng ta giờ có mấy cây giáo thì chúng ta không thể nào mà đánh bằng nó được hết á. Ủa, anh Vịt làm gì anh? Cái cửa. Cái cửa làm gì? Ôi, đi ra. Mọi người đi ra coi. Ôi, hình như là có cái đường hay cái gì trong đó kìa. Ôi, đúng rồi. Biết đâu trong đó có vũ khí sao? Cậy cửa nhanh lên.
Trời ơi, nói rồi cuối cùng vẫn phải cậy à. Nhìn thấy rương người ta phải hốt trước lúc thính đi cho bộ. Trời ơi, đập đập nhanh đi trời ơi. Sao tim người tao tung đau tung lúc vậy? Ôi vô được rồi, vô được rồi, vô được rồi, nhanh lên. Ở đây vô được hay à? Ở xem coi có gì trên này. Lút 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 lút. Đi ra xem coi. Ôi kiếm nè, ôi kiếm, kiếm thần đồ của mình nè. Ui, sắp xếp lại cho nó dễ. Ok rồi. Ờ. Rồi. À tôi lượm mai đá, tôi lượm mai đá. Ok, à đây đây, cái này. Ôi có cung tên rồi đó nè. Mọi người lấy đi, mọi người lấy cung tên rồi đi. Ôi ơi. Ôi tao kiếm được cái thùng rác này, vứt rác ra đi rồi. Có mấy cái trứng đó kìa. Ôi ơi, có mấy cái, có mấy cái trứng đó kìa. Có mấy trứng đây để chịu hồi. Ôi trời ơi, có cung tên kìa. Ôi nè, có mấy cái trứng đây chịu hồi nè. Ờ đúng rồi. Giờ lút hết thịt rồi đi thôi. Người ta không bị hết sọt đi giờ. Từ từ, từ từ. Lút thính xong rồi bỏ đi đi. Ok, bây giờ, chúng ta đã có được kiếm rồi, với lại có thêm mấy con sói nè, để mình chịu hồi con sói ra cho mọi người xem. Thôi đi chịu hồi lên, chứ nó cảnh lên ghê lắm. Chịu hồi nè, đó, con sói đủ không? Đừng chịu hồi, nó ở trong ngoài đây, chứ tại sao lại chịu hồi, nó ở trong. Nó dịch chuyển được mà, chịu hồi một con thôi cho nó đánh phụ mình. Ok, ok, từ từ nha, mọi người chuẩn bị chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người sẵn sàng chưa, chuẩn bị nha, chuẩn bị tấn công nè. Ông cũng chịu hồi đi, mà em cũng chịu hồi đi. Không, tao không chơi trò đâu. Ôi. À, ok, đi, đi. Ôi, con này bự quá vậy. Chết nè. Chết nè, chết nè, chết nè, chết nè. Con này, con này bự quá à. Sao nó không chết vậy? Từ từ, đặt nó từ từ nó mới chết. Con này nó bự vậy. Ôi no. Ui, để nó xuống nè. Ok. Mày rớt rồi. Rớt rồi, nó rớt rồi, rớt rồi. Đi tiếp, nhanh lên trời. Oh my god. Thôi mệt quá, cái thằng cao quá. Thôi đi thang máy đi Phong. Làm gì có thang máy mà đi. Ôi, có mấy mình đi vô xào huyệt của tụi nó mà mình đi thang máy. Ôi, bọn này nó xây đúng cái hang đúng to luôn mà không lắp thang máy mình giết người không giáo mày. Ừ, đúng rồi. Bọn này là chết hậu quá trời luôn. Ê, trời ơi, mấy con quái vật này nó mạnh vậy. Ây da, sao không đánh nó ở đây tôi không vậy không? Tôi có đánh bà đâu, mấy con quái vật nó mạnh quá, nó đánh tôi chết. Ui, đông lắm, đông lắm. Ui. Ôi, một đôi luôn kìa. Ôi, nó xuống nó kìa. Trời ơi, này, ui. Ôi, tính ra bà. Bà Timmy, bà cứ nhào vô em, chứ em chém trúng bả hoài luôn anh. Trời ơi, người ta hâm mộ YouTuber nổi tiếng rồi còn bị đẹp. Ôi, lấy cung bắn, Ôi, có con bắn cung kìa, con bắn cung kìa, lấy cung bắn á. Dám giết tôi, dám giết tôi. Ôi, đây, đánh đây mọi người, đánh đây. Ôi, trời. Ê, phong, anh không biết là mình phải làm gì, nhưng mà anh leo từ nãy giờ tròn, anh thấy chóng mặt lắm rồi nha. Không biết là con này nó leo mấy tầng vậy? Ai biết, cứ đánh đi. Ôi, trời, sao nó cứ đập em hết là em chết là sao ta? Ôi. Nó khỏe quá trời đất, đây một phát chết luôn, trời đất ơi. Mày lấy cung mình bắn nó đi. Ôi, cung bắn nó đi. Nó rất là quá trời giáp luôn nè. Ôi giáp hả, lụm anh. Tần tao bao luôn nè. Ôi đẹp trai. Lụm lấy mặt vô. Ôi mấy con này mình lấy cung mình bắn đi. À mấy con này mình dùng cung mình bắn đi anh, bắn từ từ đi. Chứ mấy con này nó đi rồi, bắn đi rồi, rất là đồ á. Trời ơi, mặc vô là mình đỡ bị đánh á. Ui, lại gần mình kìa. Chết nè. Ôi trời. Máu nó trâu quá, bịt vô quýnh đi em hỗ trợ cho. Anh cơ, anh sẽ đánh nó. Ơi, em đem để em xúc bọt cho vịt và đánh nó đi. Bà tí mày bắn cái cung dưới lô đất anh ơi. Ai à. Ôi, giáp kìa. Ok, ca trời ơi, mình có giáp rồi. Mày quá. Ok, rồi, mình tha đi em. Tại sao thì rớt ra đá vàng mà thằng đi rớt ra hoa vàng vậy? Mày chết nè, trời. Ai da, sao bắn tôi. Xong tha đi em, trời ơi, mình có giáp rồi, sợ chưa? Đặt nó. Ơi, mày nè. Cạo đâu đó. Mày nhiều đâu quá, cạo đâu đó thôi. Cạo đâu mày luôn nè. Nè, này nè, mày nè. Ok, chết rồi. Đi. Hổ báo mày, hổ báo. Giết tôi hoài luôn á. Nè. Ôi, chạy. Ôi, mày thổi danh đông quá. Bả chân. Ôi, trời. Chạy. Bao nhiêu tầng tất cả vậy trời ơi, nhìn trong mắt đi. Bắn nè. Đông lắm anh ơi. Chết nữa rồi. Dùng skill đi mọi người, dùng skill. Dùng skill nè, chết đi. Rồi xong, sau pha skill của Phong thì anh có chi chết là anh vừa ta chết rồi. Nè, hợp lý. Nè, ôi giết em giết được cái con người bự rồi. Ui, cái gì con gì đánh đâu vậy? Ây da, gì đó, đánh gì đó. Chết, ok. Vâng, và Mr. Việt chỉ còn 8 máu. Mr. Việt đang lao lên. Chết nè, ok, ui con bắn cung kìa. Bắn cung hả, ôi còn có bắn cung kìa. Lấy cung bắn nó, lấy cung bắn. Rồi chết rồi. Để mày mới có bắn cung. Thôi lại thêm con nữa đi. Từ từ giết mày con cung cho mày. Ôi, con bắn cung kìa, con bắn cung kìa. Mày đừng lấy hả mày? Chết nè. Đi nấp đi. Vô, xong pha đi nè. Trời ơi. Ôi, ui, giống ông trúng. Hát ông mặt này tới phòng ai cũng đánh tôi. À, sai dùng skill chi tôi bay lên trời vậy. Ôi, dưới đây mọi người ơi. Ôi, trời ơi, quái vật bắn cung đông quá à. Cái gì vậy? Bà Timmy, anh nhìn thấy rồi, chắc cả là bà Timmy luôn. Ôi, tập trung con người đá nè, đập con người đá nè, không biết cái gì hết. Chết. Không có thấy được, mà đánh luôn, một nồi luôn á. Ôi, mấy con bắn cung kìa.
bắn cùng mà. Trời ơi sao dùng skill mà vậy? Bớt lợi dụng giùm tôi cái đi trời. Bắn cua lên từ. Tôi bay từ nãy giờ tôi bay hơi bị nhiều rồi nha, loạn video lắm rồi nha. Trời ơi. À, giết. Không không. Ê mày cung. Này nè. Châm cho mấy cái bình này coi. Ôi châm chi anh chết giờ, đâu không nó nổ banh xác luôn đó. Mấy này là mấy cái quả bơm mà trời. Giết nè. Ui, cái thằng thổ dân nè. Ôi, còn thằng thổ dân nè. Ui, còn có bắn cung canh. Đập mày luôn. Ôi trời. Thôi, giết hết mấy tầng rồi. Cái bộ hơi bị cao nha. Ủa gì vậy? Gì vậy? Quá. Ba cái móc leo. Ôi mấy cái móc leo của mình nè. Trời ơi, cái thằng này nó bỏ mấy cái đồ của mình ở xung quanh đây nè anh. Ôi. Mình đã nhặt hai cái. Ôi, em. Ủa, bà lụm đi. Của ba kia, đúng không? Ờ, mình đi xuống không biết có cái gì dưới đây nữa không? Ha. Ôi, anh thịt. Đi xuống đây mọi người, đi xuống đây. Tôi mới thấy cái gì dưới đây nè. Đi xuống đây nhanh. Ôi, đây nè, bên đây nè. Cái gì vậy? Ôi, qua mà không nhìn thấy ta mắt mình lé hay sao? Ơi, mày hình như trong đây có người bị nhốt nè. Ôi, đây. Chào cậu. Cái gì vậy? Mấy gái gì vậy? Mấy gái à? Dịch mấy gái quá. Tôi hỏi thôi các bạn nè, coi tại sao bạn ấy bị nhốt này. Ơ bạn ơi, sao tự nhiên bạn lại bị nhốt trong đây vậy? Chào cậu, mình là một người dân sống ở trong làng ở gần đây nè. Mình bị bọn chúng bắt vô đây á. Cậu có thể giúp mình ra khỏi đây được không? Đập đi. Ok, thôi giờ mình cứu ta ra chứ bây giờ biết sao rồi. Đập nhanh. Trời ơi, trời ơi, chịu ăn bánh mì không? Đây nè, tôi có cái rìu nè, để tôi đập đây. Đây. Bạn ơi. Đi, mình cứ đi là cô ấy tự theo mình nè, đi nhanh. Đi theo bọn mình nha. Ok, đi, trời ơi, nhanh lên. Ôi. Mà khúc này hết đường ra rồi. Khúc này hết đường ra hả? Đập đi mọi người, đập đi. Ủa cái này mà tôi bằng đá. Tôi có cách này nè, đi xuống đây. Tôi lượm mấy quả bơm coi. À, trời ơi, tôi có cách hay lắm nè. À, trời ơi, sao không kêu là không tại đây cơ mà. Ê, đi nhanh lên. Đây, đặt mấy quả bơm vào nè. Rồi sao? Nè, từ chờ tí, mình sẽ đặt thêm một cái cây đi này vào đây. Ok. Đừng có đẩy. Ui trời, còn có miếng máu, đậu phộng. Ôi, quay giật kìa. Ôi, con ma búp bê kìa. Ôi. Đi đâu nha. Quá chịu vãi luôn vậy. Trời ơi, bình tĩnh mọi người đứng im đi, đừng có đi đâu hết, từ xem coi. Ôi, đâu có gì. Ôi. Sao lại lên bông kìa cái gì? Hằng tù trưởng kìa. Ôi, đi ra. Ôi, mấy con nó ném bom kìa, mấy ông già trên đó ném bom kìa. Thì đánh lại đi trời. Lên cung mình nó đi. Ôi mình anh cầm cung anh bắn mấy cái ông đứng trên đó đấy. Coi này nghe bao mình đi. Rồi chết thằng rồi. Ông chọi bom xuống đây kìa. Anh ấy chọi nó được kìa, bắn được kìa bắn đi ông đi. Chết nè, trời mấy ông đứng trên đây mấy ông bắn mình nè. Tại sao nó vẫn có cái bom này vậy? Ủa sao mấy ông đứng đâu mà không thấy mà ông chọi. Ôi. Chết nè. Có cần phải chắc. Ôi giết thằng này chưa? Khá khen cho các người đã chiếm được cái hang ổ của ta. Chiếm cái tầng địa ngục này, xưa này không phải ai cũng đạt được. Nhưng các người đã leo lên đây thì chia buồn cũng vô ích thôi. Ta sẽ giết các người ngay tại đây, ngay bây giờ. Nhìn đây. À ha, được. Để xem. Kỳ này bọn ta có 3. Ôi trời, oh my god. Kỳ này bọn ta có đến 3 người lận. Làm sao mà người đánh lại bọn ta được? Này thì hội đồng nó anh chị ơi. Hội đồng mà nè. Ôi trời. Rồi anh đi con nẻ luôn kìa. Rồi chết sớm với trời. Ôi trời, tưởng là mạnh lắm. Hóa ra chỉ cho vài cái kiếm thần của chúng ta thôi là nó chết tươi luôn rồi. Ok. Thì may quá. Ok, bây giờ chắc là bây giờ chúng ta chỉ cần dẫn cái bà Mimi này đi về cái làng của bà thôi là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ hôm nay rồi. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua đăng ký kênh YouTube của các thành viên trong bộ Ba Bá Đạo, chính là anh Mít Tí Vịt với lại Timmy TV, để đăng ký ủng hộ cho bộ Ba Bá Đạo nha. Ok, và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Yêu anh em vãi đời. Bye bye.